Cũng trong khuôn khổ hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã tiến hành lễ trao giải Búa Liềm Vàng thành phố Đà Nẵng năm 2021. Dự buổi lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng. Năm nay, Ban Tổ chức giải xét chọn và trao 14 giải gồm 2 giải A, 2 giải B, 4 giải C và 6 giải khuyến khích. Trong đó, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng đoạt 7 giải gồm 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C và 2 giải khuyến khích. Ban Tổ chức đã trao 2 giải tập thể xuất sắc cho Báo Đà Nẵng và Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Phát biểu tại lễ trao giải, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng các tập thể cá nhân đoạt giải Búa Liềm Vàng năm 2021, đồng thời đánh giá cao công tác tổ chức giải cũng như chất lượng các tác phẩm. Bí thư Thành ủy đề nghị trong thời gian đến, Ban Tổ chức cần tiếp tục nâng cao hơn nữa quy mô của giải để có thêm nhiều tác phẩm hay, đóng góp xứng đáng vào công tác xây dựng Đảng tại địa phương. Cần phải quan tâm đến cái công tác tuyên truyền và làm sao để mở rộng cái đối tượng tham gia. Nếu chúng ta mở rộng được đối tượng thì cái loại hình cũng như là cái sự phong phú, tôi tin rằng nó sẽ tăng lên. Ban Tổ chức lên bàn bạc và thống nhất và có một cái kế hoạch cho cái việc tuyên truyền để làm sao chúng ta có cái sự tham gia một cách đông đảo nhiều hơn nữa. Theo thống kê, giải Búa Liềm Vàng thành phố Đà Nẵng năm 2021 có 76 tác phẩm tham gia dự thi, tăng 169% so với năm 2020. Các tác phẩm đạt giải lần này đều là những tác phẩm tiêu biểu, phản ánh khá đầy đủ, sinh động và toàn diện về công tác xây dựng Đảng của thành phố Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực như công tác Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, chủ trương chính sách phát triển thành phố Đà Nẵng theo nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị, công tác tạo nguồn nhân lực ở cơ sở, các chính sách an sinh xã hội, công tác dân vận, gương điển hình, tiên tiến trong công tác xây dựng Đảng và đặc biệt là vai trò của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, đội ngũ y tế và lực lượng vũ trang trên tuyến đầu chống COVID-19 và quyết tâm khôi phục sản xuất kinh doanh sau đại dịch.